hoài mình không làm nó cũng đâu có tiền đồng vô đồng ra mình xài, phải mình làm cái gì bán từ nào tới giờ thì có giá 120 đó, chứ không có lên mà không có xuống. Khi nào mà cái mình bán đi nhỏ cái không có. Lấy cái thịt không kìa. Cái này là bao nhiêu tiền một ký cục? Một ký 120. 120 hả? Dạ. Ký thịt 120 thôi. Nhưng mà ra ngoài tới nhà hàng khách sạn là 300-400 á. Mà 120 này mình phải bẻ miếng thì cho hết. Dạ. Lấy Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và đây là một cái vùng biển cô bác quý anh chị. Huyện này giáp biển nên thành thử là cuộc sống của người dân mưu sinh trầm mình dưới nước để kiếm tiền là một chuyện khá là bình thường. Tuy nhiên ngày hôm nay Bùi Hồ và anh Một Đồng có mặt tại đây bắt gặp được một hình ảnh khá là đáng thương. Đó là một bà cụ ngoài 70 tuổi hàng ngày vẫn trầm mình dưới nước để kiếm những cái đồng tiền chỉ hơn 100 ngàn một ngày thôi. Nhưng mà cụ phải trầm mình khá là lâu, đục những cái con hàu để bán cho những nhà hàng khách sạn. Và cuộc sống của những người dân trầm mình dưới nước kiếm tiền ngay tại biển Kiên Lương là như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và đây là cụ đây. Em của tụi con chào bà ha. Dạ con chào bà. Bà năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 74 tuổi rồi. Dạ. 74 tuổi chứ không phải là 71 nha. 74. Dạ. Là 74 đó. Bà làm cái nghề là đục hàu này lâu chưa? Cái nghề này từ hồi nào tới giờ làm cái này. Dạ. Hồi trước á thì xúc ruốc rồi cái hết có nghề rút cái này lần. Dạ. Hồi trước là xúc ruốc cái con ruốc á hả bà? Dạ dạ. Dạ. Rồi bây giờ nó hết có rồi đặt cái này lần, tại vì con ruốc bây giờ đi nước sâu mới xúc được, còn mình lội bộ đâu có xúc được. Dạ. Mỗi ngày là cụ làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Đặng sáng cỡ là 7 giờ là lại vậy cỡ chừng 10 giờ là nước lớn lên này. 4 tới giờ. Chừng nào mình mò hết tới thì lên. Dạ. 4 giờ sáng. À, 7 giờ sáng mình xuống. Dạ. Rồi tới cỡ 10 giờ 11 giờ nước lớn mình lên này. Dạ, nước sáng lớn. Giờ cụ có ăn gì chưa? Ăn cơm rồi mới lại. Cơm rồi mới lại. Dạ. Con nghe cụ nói chuyện hơi cứng cứng, hình như là cụ là người Khmer. Đúng không? Và ngày nào cũng đục hết hay sao cậu? Dạ, ngày nào cũng đục hết. Mỗi một ngày là như vậy là cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Một ngày hơn trăm vậy đó một ngày. Nếu mình ký gửi thì nó được 180 một ngày. Có khi ký 2 thì mình được có 144 ngàn hả? Đi theo ngày. Đi theo ngày. Dạ. Đúng hay là hết? Dạ. Dạ. Rồi, trước đây là làm cái nghề guốc. Dạ. Rồi bây giờ mới chuyển cái nghề hào này được bao nhiêu? Dạ. Năm? Cái hào này cũng 3-4 năm rồi. Ừ, cái con đó bự dữ vậy. Cái này con hào đó. Rồi đâu, xích lại con. Đó, cái con hào, hào nó có nhiều loại đúng không cậu? Dạ. Hào đó là hào gì á? Cái này hào miễn. Ồ, coi chừng cái tay của cụ á. Sao? Con hào này nó rất là bén nha. Bén. Ừ. Mà mình biết thế mình cười nó. Dạ. Trời ơi, 74 tuổi vẫn còn trầm mình dưới nước chảy. Thôi từ từ cậu. Đâu. À đó. Cái này sao mình phải nại nó ra luôn, con này sao mình phải nại nó ra luôn? Cái nặng mình lấy thịt bán, còn cái nguyên vỏ được nó nhỏ quá mình bán nguyên vỏ nó không được. Khi nào mà cái mình bán nguyên nhỏ cái con cụ. Lấy cái thịt không kìa. Cái này là bao nhiêu tiền một ký cục? Một ký 120. 120 hả? Dạ. Ký thịt 120 thôi. Nhưng mà ra ngoài tới nhà hàng khách sạn là 300-400 á. Mà 120 này mình phải bẻ miếng thì cho hết. Dạ. À, lấy một miếng đó ra cho hết luôn. Dạ. Đó, kìa, lấy ra. Cái miếng này mình phải bẻ miếng ra cho hết mới ta mua, còn miếng là người ta không có mua. À, con không biết là ông cụ thì năm nay bao nhiêu rồi? Ông 76 tuổi rồi mà ông mất 10 năm rồi. 10 năm rồi. Dạ. Ông cụ với bà cụ là có mấy người con? Có thấy là 7. 7 người con. Con lớn nhất là bao nhiêu tuổi và nhỏ nhất bao nhiêu tuổi hả cậu ha? Cái lớn nhất đó là 55 tuổi rồi. Dạ. Rồi không có lo cho cụ được sao mà để từng tuổi này mà cụ phải đi con như vậy? Con thì tin là cũng nghèo khổ không chú ơi. Tại vì con đứa nào nó cũng gia đình nghèo khổ, nó có gia đình hết rồi. Nó cũng lo cho mình cũng được ít đỉnh thôi, còn nó lo vợ con nó nữa. Dạ. Tại vì nghèo khổ mà con ta đi làm mướn thuê không á.
con cụ làm mướn làm hơi là có gửi tiền cho cụ không? Cũng tới tháng gì gửi, có khi đứa 200, 200 gì. Có đứa là gửi, có đứa là không gì. Dạ. Đứa nào người ta có ấy, thì người ta gửi, còn đứa nào người ta làm không được đó thì người ta không có gửi, tại vì có khi làm được, có khi không vậy đó. Dạ. Có đi làm công ty có khi bữa làm được 5-10 bữa nửa tháng rồi công ty ấy là phải con tới đâu có được làm nữa. Phải nghỉ. Rồi trầm mình ở dưới nước những ngày nóng như thế này nè, trầm ở dưới nước này thì nó mát. Dạ. Nhưng mà những ngày mà mùa đông rồi lạnh thì sao? Lạnh mình tắm áo mưa. Sao? Mặc áo mưa. Mặc áo mưa hả? Dạ. Áo trắng đi làm luôn. Đi làm luôn. Yêu cầu là nước ròng là đi. Nếu như mà cụ không đi làm thì cái cuộc sống của mình, con của mình nuôi có đủ sống không? Không đủ. Không đủ hả? Dạ. Không có đủ được. Tại vì con cứ là khổ không, đứa nào cũng nghèo khổ. Không có đứa nào mà nó được dư giả, phải là nó được dư giả thì nó cũng đỡ, phần nào nó không có được dư giả. Rồi con hả? Nãy giờ thấy cụ mò chỉ là cái khoảng này chưa đi đó mà bắt lên hoài luôn á. Chắc là cô bác với anh chị mà sống ở vùng đồng bằng á thì không hiểu cái nghề cực khổ của nghề lấy hào này đâu. Yeah. Có những chỗ này là chỗ càng ha, có những chỗ khâu sâu á là cụ phải lặn xuống luôn. Yeah. Và con hào lấy á, nếu như mà không có mang bao tay thì có mang bao tay thì đỡ, không mang bao tay là lỡ lét, thậm chí là có cái cây đó đôi khi là sáng 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 bao tay mới lặn được, còn không có bao tay lặn có được. Dạ. Không có bao tay là không lặn được luôn. Yeah. Cái hào này mà nó đứt tay mình, nó cũng như là cái dao vậy, nó bén lắm. Ai làm cái cây đó cho cụ á? Cái này mình đi chỗ thợ rèn, mình kêu thợ rèn rèn. Dụng cụ lao động rất là thô sơ đúng không anh Một Đồng? Chỉ là một cái cây sắt được kêu thợ rèn hàng thôi mà không có bảo hộ lao động nào cả, đặc biệt là ở cái tuổi già như thế này. Cụ có tiền lớn, người lớn tuổi không? Chưa có. À, 80 tuổi mới có đúng không? Dạ. Dạ. À, sáng giờ cụ ăn gì, cụ đi làm á? Ăn cơm. Đặng gà gáy lên nấu cơm rồi ăn cơm rồi mới đi. Ăn cơm cái gì? Thường á? Ăn cơm cá. Mỗi ngày là cụ tốn phải bao nhiêu tiền? Mình mua cá gì cũng như 1 ký vậy, ăn tới 2-3 ngày lận. Rất mình ơi nè. Cụ ở có mình thôi. Dạ. Trời ơi. Cụ ơi, mình đã lớn tuổi rồi, đôi khi là trầm mình dưới nước nè, chuột nó bị rút đó, có những chỗ là sâu nữa. Và thậm chí là ở dưới này nó có rất là nhiều con cua, mà con thấy là trong cái thùng của cụ á là có bắt được con cua nữa. Vậy thì cái làm cái nghề gì làm cho cụ cảm thấy lúc mà khó khăn nhất á? Dạ. Cái ngày mà trúng nhất là nhiêu tiền cậu? Hả? Cái ngày mà cụ làm nhiều tiền nhất là nhiêu tiền? Nhiều đó, một ngày cỡ 180 là nhiều nhất vậy đó. Còn ngày tệ nhất? Còn bình thường thì có khi 70-80 cũng có, 50-60 cũng có, tùy theo bữa. Không biết cái tuổi này thì cụ có nhức mỏi hay là khớp gì không mà con thấy cụ khỏe hơn tụi con. Nhất thì cũng nhất, mà mình được cái uống thuốc nam. Thuốc nam nó đỡ. Cụ dự định là làm cái nghề này là đến bao lâu thì mình sẽ ngưng làm nữa? Cũng không biết làm bao lâu, mình cái việc làm như có sức thì làm, tới chừng nào hết sức. Hết sức thì thôi. Dạ. Rồi vài ngày nữa chuẩn bị đón Tết rồi, có chuẩn bị gì cho Tết chưa? Có đâu. Ừ. Không có nữa. Cụ vừa nói chuyện mà cụ cái tay của cụ cứ làm lây hơi lây hơi suốt anh Một Đồng. Anh Đồng hỏi cụ đi. Đó. Gần tới Tết rồi nè, bà có dự trữ gì để mà mình sắm sửa ăn Tết trong nhà chưa? Không có đâu. Đâu có. Ở đây là không có ăn Tết ha cụ? Không. Cụ con này có gì cụ? Cái này con cua. À, con thấy là có con cua đá gì nữa đúng không? Dạ. Đâu con cua đá nào cụ cho coi. Đây. Cái con này nó bò rất là nhanh và nó chạy. Cua đá này cụ bán, người ta bán sao? Không có từng bán, nó bắt đem đi ăn. Tặng con chịu không? Được. Đó, người miền Tây dễ thương ghê không? Tặng miếng này được không? Được, có gì đâu. Ok, tặng miếng này rồi có tiền đâu? Bữa nay không có, ngày mai cũng có gì. Coi cân này thử coi nhiêu tiền. Đâu có cân đâu. Mà nhưng mà cái này ước lượng là khoảng bao nhiêu?
không biết bao nhiêu nữa, tại vì không có từng để gì không biết bao nhiêu nữa. Chắc khoảng nửa ký không? Cái này là một ký là một trăm mấy? Có hơn nữa. Ký 120. Ký 120 này là bán 30 đi. Sao cười? Hả? Sao cười? Sao cụ cười? Thì chú nói 30 thì cười gì? Cười là bán hay là không bán? Cười trừ, cụ cười cái trừ. Thì bây giờ có hỏi thật, con với đồng hỏi thật là bán hay không bán? 30 thì dẻo quá. Dẻo quá, vậy thôi 35 đó. Rồi luôn. Sao? Tao 35 là ghẻ vừa vừa đó chứ không có ghẻ quá. Cái này là hơn nửa ký rồi. Nửa ký vậy là 60. Dạ. Ủa không như ta? Cái này là 180 đúng không? 120. Vậy là bán 60. Rồi quen biết mình sẽ bán 55. Sao cười? Cậu có gì đâu. Có gì đâu. Người miền Tây sợ lỡ lắm. Có thể là họ làm bao nhiêu có thể đãi hết cho mình bao nhiêu luôn. Còn ở nhà thì sẽ coi nhiêu chắc chiêu cắt cẩm ăn nhiêu. Nhưng mà gặp người lạ, mình với cụ là một người rất là lạ. Cụ tên gì cậu? Cụ tên gì? Tên Đẹt. Tên Đẹt hả? Dạ. Dạ. Mà anh em của tụi con á là tình cờ đi ra đây. Dạ. Biết ở ngoài biển này nè là không có tụi con không đẩy. Không có đem đem tiền theo nhiều. Yeah. Thì tình cờ gặp cụ thôi. Cái này là tụi con nói thật, tại ra ngoài này đâu có gì, đâu có tính mua gì đâu. Yeah. Ra ngoài này gì chủ yếu là đi với ra ngoài nhà anh chơi thôi. Yeah. Thì cụ có bán thiếu không? Chết rồi, đang nghi ngờ thấy hôm nay có gạt không? Em thấy là bình thường có gì đâu. Thì bình thường thì không có, đây là không bình thường rồi đó. Có giờ bán thiếu bữa nay chú không có, ngày sau chú lại gặp nhà, chuyện khó nhà. Chú đưa có gì đâu. Nhà của tụi con xa lắm. Nhà của tụi con là tới Đồng Tháp với An Giang. Yeah. Ở đây là Kiên Giang. Rồi sao? Có gì mà cậu ấy có hỏi nè, bây giờ cụ làm hết này á, rồi cụ bán á, thì cụ đem đi bán hay là ta lại nhà ta cân? Đi về tới nhà là người ta lại mua. Người ta lại mua. À. Tại vì nhà gần gần đó người ta mua ăn á. Người ta lại mua ăn thôi ha, chứ mình không có bán nhà hàng ha. Không, chỉ mua cho ta, người ta mua ăn thôi. Cái này làm gì ngon cục? Cái này có người á, người ta thích tái chanh. Có người á thì người ta thích nấu cháo. Có người thì người ta chiên bột. Tùy theo ý người, nó muốn ăn sao ta làm vậy. Đây là hào thiên nhiên nha cô bác anh chị, chứ không phải là hào nuôi. Hào thiên nhiên ở đây được rất là ngon đúng không anh Màu Đồng? Đúng rồi, là có những cái ấy là ngoài biển mà chứ không phải là hào nuôi. Cái này đục, cái này là có mùa hay sao cục? Tới chừng nào mà nước rồng á mình mới đục được, còn tới chừng vô tháng 9 tháng 10 nước lớn là hết đục được rồi. Nước lớn sâu hả cục? Dạ, nước lớn nó sâu mình đâu có xuống được. Tới nước rồng cạn mình mới xuống được. Tụi con muốn xem cái bàn tay của cụ coi bây giờ nó chắc nó bị dột mốp hết hả? Cụ tháo cái bao tay cho tụi con xem được không? Để lấy con này xong đi ha. Cực khổ ghê không? Anh Màu Đồng tuổi 74 rồi. Mẹ của anh năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ của anh 70. Nhưng mà thấy sức khỏe yếu hơn cụ đúng không? Đúng rồi. Đâu, cụ tháo bao tay ra cho con coi cái bàn tay của cụ hứa. Tại vì á, ở đây á, mấy người già già ta uống thuốc nam nhiều mới không có mấy gì bệnh. Dạ. Mà thuốc nam tôi kiếm ơn tôi uống không à, chứ tôi không có mua. Đi dợp nè. Dợp. Với nước rồi, chầm nước. Chầm nước rồi. Bàn tay muốn thúi hết luôn. Thúi đầu ngón tay hết nè. Thúi, lúc nào cũng thúi hết trơn. Bàn tay kia có không? Bàn tay này nó không có thúi cái bên này nữa. Là bây giờ chuẩn bị về chưa? Lát nữa mới về ha. Nãy giờ con anh em của tụi con chọc cụ cho nó vui trong lúc lao động thì cụ có giận không? Không, có gì đâu giận. Bùi Hồ cũng mong là cô bác anh chị thông cảm ha. Dạ. Cho cô bác anh chị biết được luôn một cái những cái nghề độc hào anh em đến đây là chủ yếu là hỏi thăm cụ rồi mình sẽ tìm cách giúp đỡ cho cụ. Cụ làm như thế này nè. Con hỏi thật cụ nha. Cụ làm tiết kiệm đến bao nhiêu tiền thì cụ sẽ nghỉ với cái nghề này?
cũng không biết mà chừng nào mà tiết kiệm lấy được nữa. Mình ăn mỗi ngày vậy thì cái việc làm chừng nào mình làm hết nổi thì mình nghỉ vậy. Nhưng mà ví dụ như người ta cho tiền cô dưỡng già, ví dụ khoảng 10 triệu vậy á, thì cô nghỉ không? Hay là 20 triệu vậy á? Giống như để cho chị mình dưỡng già thì coi mình đã dưỡng được chừng cỡ bao lâu vậy đó rồi. Hết dưỡng thì làm tiếp. Chứ sao? Chứ mình ở, mình ăn, mình dưỡng ăn hoài, mình không làm nó cũng đâu có tiền đồng vô đồng ra mình xài. Phải mình làm. Quý của người ta đây là một trong những cái tuổi hưu, tuổi dưỡng già và tuổi cần sự chăm sóc của con cái, thì đối với cụ tuổi này mình vẫn còn đầu thì đội nắng, mình thì phải trầm ở dưới nước và thậm chí là phải chạy chật vật từng bữa cơm, mặc dù là trời nóng hay là trời lạnh. Thì cụ có bao giờ cụ buồn không? Cũng mình đâu có, tại vì quen rồi cũng đâu có buồn gì đâu, cũng bình thường vậy. Mình thấy tuổi thân mình không á? Hả? Mình thấy tuổi thân không? Thì tuổi thân mình cũng tuổi, mà tại vì con mình nó cũng khổ, mình cũng khổ in nhau vậy. Con nó phải mà mình để con nó đỡ đi, mình cũng đỡ chút nào. Này con nó nghèo khổ mà mình cũng phải chịu, biết làm sao bây giờ. À, cụ sống ở nhà gần đây không? Không đó. Xa hả? Dạ. Rồi cụ làm như thế này cụ phải có tốn tiền mua nước không? Mua nước ngọt á? Không. À, mà làm sao để anh em tụi con có thể gặp cụ được nữa? Thì lại đây mỗi ngày, lại xuống như này đập mỗi ngày vậy đó. Chừng nào nước lớn thì nghỉ, nước trong thì xuống vậy. Kiếm ngày ít ít gì nuôi sống. Cụ ơi. Dạ. À, bây giờ cụ bán cái phần còn lại cho con để cụ về sớm được không? Được. Được không? Thầy bán cái đó nhiêu bây giờ trả giá đi, bán cho đúng với bàn hàng của người ta đi. Chứ con thấy cụ bán cho con là nửa ký 60 ngàn là hơi bị mắc hơn ta 5 ngàn đó. Sao? Bán thì cũng giá 120 cũng lấy gì. Bán từ nào tới giờ thì có giá 120 đó, chứ không có lên mà không có xuống. Cái đó là được nhiêu, được ký chưa? Cũng không biết nữa, tại vì tới chừng mình về mình bẻ miệng rồi mình ngâm đồ nước đồ lại mình mới biết. Dạ hả? Dạ. Bây giờ bán mão con là nhiêu, bây giờ cho cụ nói đó. Nói đi, rồi con mua. Chú mua thì mão tôi cũng không biết mão lấy nhiều, chứ cho nhiều lấy nhiều vậy ạ? 50. Cho nhiều lấy nhiều. Người miền Tây mình dễ thương không? Rồi làm gì có cái bọc để đựng? Có cái bọc để đựng. Có cái bọc đựng. Nè, bỏ ở đây được không? Bỏ không? Phải có cái bọc đựng. Để bỏ vô đó đi. Bỏ ở đây đi cậu. Mình sẽ mua ủng hộ cụ cái phần hào này thôi, còn cái hào kia là phải mắc về đục ra nữa, rất là vất vả ha. Và chắc có lẽ là mình sẽ mua ủng hộ cụ. Và đây ngày hôm nay cũng tâm sự thật với cô bác anh chị là Bùi Hồ với anh Một Đồng cũng mượn tiền ông anh ông mua. Đúng không anh Đồng? Đúng rồi. Cho bây giờ không có tiền đâu mà mua. À, ồ, cái này là nếu như gỡ ra này chắc khoảng hiện nay thì Bùi Hồ cầm trên tay khoảng 1 ký, anh Đồng cầm ước lượng ra, anh ước lượng hay nước lượng thứ ra khoảng nhiêu? Trừ nước ra nha. Cái cân này là người ta có nước không? Không, không thì phải đổ nước ra. Dạ. Nước lượng cái này thì cũng tầm tầm không tới 1 ký. Không tới 1 ký. Cũng đợi 800 gram à. À. Rồi. Rồi thưa cậu, tụi con về, tụi con thiếu nha. Dạ. Trời ơi, thiếu rồi, chịu luôn. Đi luôn á, cho bà cụ bữa nay là làm chỉ còn có mấy chục ngàn thôi á. Thôi nói vậy á, tụi con có duyên sẽ gặp lại cụ. Và thông tin một lần nữa với cô bác với anh chị á, Bùi Hồ và anh Một Đồng trên đoạn đường đi ra biển nên không có đem theo những cái ví tiền để ở trên cái xe hết rồi. Nên là nữ bây giờ thì hai anh em sẽ mua cho bà cụ. Bà cụ nói là 120 ngàn một ký. Thì anh Đồng ước lượng thì nó không tới 1 ký đúng không? Không tới 1 ký. Nên là nữ là hữu duyên gặp cụ ở đây. Con gửi cụ mà con với anh Một Đồng rồi gửi cụ một ít cà phê. Gửi cụ 200 ngàn. Vậy là bữa nay là lời hơn mấy bữa kia chưa? Hả? Lời cảm ơn nhiều rồi. Lời sao mấy bữa kia là nguyên ngày được nhiêu? Ngày được 180.
À, bữa nay là lần hơn 20 đúng không, mà chưa tới dạ. ngày. Mà còn được này nữa nè. Dạ. Còn được này là bán được nhiêu nữa? Cái này mình đục ra thì thịt nó ít à, có nhiều. Hả? Tại vì nó nặng như vậy. Cái nón của cái mít. Đó là cái nón của con. Không tự cụ cứ đội lên đi bình thường, đừng có để cho nó thấm nước rồi được rồi. À, không đội đội tiền lên đúng không? Để tiền vô. Để tiền ở trên cái nón. Trời ơi trời. Chứ chầm mình với nước kìa, tiền đâu bỏ túi được. Dạ, xin để trên nón. Để trên nón mới được. Cụ tên là cụ cụ đẹp. Dạ. 74 tuổi. Và hằng ngày vẫn cầm mình dưới nước để kiếm tiền mưu sinh như thế này. Càng đi gặp những mảnh đời của tuổi già, mình càng cảm thấy mình thương. Đúng không anh Một Đồng? Có những người họ vất vả, họ kiếm đồng tiền nó không đơn giản như là mình nghĩ đâu. Và ở thời điểm hiện tại thì việc kiếm đồng tiền rất là khó khăn. Những cụ già phải cầm mình dưới nước kiếm tiền là một điều gì đó mà ở thời gian gần đây Bùi Hồ thấy rất là nhiều. Đó. Cái con này là ăn được luôn á. Vậy là ăn luôn á. À, phải mua trễ thêm chút xíu là lờ đựng con đó. Đúng không cậu? Yeah. Nói chơi vậy thôi nha. Đây là vừa hồ hết một đồng vậy. Cậu có mong ước gì không? Cậu nói cho coi tụi con nghe được không? Ông nói sao? Nói đi coi cái đồng hỗ trợ được gì hỗ trợ. Tại vì không có ấy, không biết nói sao. Nói đi, có gì đâu mà ngại. Cậu nói đi. Không có từng nói, biết nói sao. Bây giờ nếu như cho cụ ước mơ, cụ sẽ, ba điều ước cụ sẽ ước gì? Điều ước thứ nhất. Ước có nhiều hào lắm ạ. Rồi rớt luôn rồi. Ước gì nói con nghe. Cho cụ điều ước cụ sẽ ước gì? Không biết ước cái gì. Không biết được, ước gì? Ước có sức khỏe được ha. Dạ. Thật ra thì anh em mình cũng cảm thấy rằng là đối với những cái tuổi ngoài 70 á thì đối với các cụ thì không cần nhiều tiền nữa. Chỉ cần con cháu mình hiếu thảo, có sức khỏe đi làm, lao động hàng ngày đủ sống là được rồi. Không có cần quá nhà cao cửa rộng, cũng không có cần quá nhiều tiền. Vì tiền bạc đôi khi nó không quan trọng hơn sức khỏe. Sức khỏe là vàng mà. Đúng không cụ? Dạ. Yeah. Dạ, cụ mong rằng cụ sống tới 90 tuổi ngày nào cũng bắt từng con hào bán cho mấy người đi như thế này là cụ cũng vui rồi. Đúng không anh Bồ Đồng? Đúng rồi. Cậu. Hả? Nhưng mà hay chứ anh thấy nè nó y đang gì không mà mò vô lại biết cái con đó là con hào ha, nhìn giống cục xi măng luôn. Giống cục. Đó. Kiếm tiền trong đá mà. Cái này bữa nay mò ở đây, còn hồi ngày hôm qua thì đi ra tuốt ngoài kia mò, bên kia mò đá dưới vậy nè rồi ôm lên khẽ. Mò nguyên cục đá luôn? Dạ. Cục đá người ta đổ xuống mấy ngày nè. Những người phụ nữ phải cầm mình kiếm tiền trong đá. Ê, từ cụ ơi, có bao giờ hỏi thiệt nha cụ nha, tại lao động thì nữ là những cái việc mà nó con nó có bao giờ cụ làm gầm quá nó dướng vô vướng vô tay cụ không? Con sợ quá, con thấy cụ làm con sợ thiệt luôn á. Tại vì mình làm gì quen. Ừ. Bây giờ nó đâu có dướng vô tay. Thôi thì cũng chưa rồi, để cho cụ không tốn thời gian của cụ làm nữa. Anh em mình tạm thời chia tay cụ tại thời điểm này. Và yeah. Có duyên sẽ gặp lại cụ trong thời gian sớm nhất ha. Dạ. Yeah. Rồi con bye bye cụ, chào cụ. Rồi bye bye nói tiếng Khmer nói sao? Không biết. Không biết hả? Akun. Akun là gì cụ? Không biết nữa. Không biết, cảm ơn. Đúng không? Tiếng Khmer biết Akun nè. Akun.